Hôm nay lại anh Xá rồi, cảm ơn chủ đất rồi. Cho đất khổ thế biết thế không cho nhỉ? Không. Không khổ đâu, chỉ có nhìn giống như ba bố con này rất là khổ hơn mình thì cái này không phải khổ đâu mà. Cái này không phải khổ. Không phải khổ đâu. Cái này mình cố gắng cho mình, đáng cho mình nghe, phải cho. Xin chào quý anh bà, các bác và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh An Nông TV. Các bác thân mến, như cái thước phim trước thì An Nông cũng có nói một chút về phần quà của Mạnh Thường Quân gửi cho nhà chú mà cho đất ba bố con vần và đấy các bác. Rồi An Nông chia sẻ cái nhà gia đình của chú này cũng rất là tốt các bác, rất là tốt luôn. Mặc dù là nhà đất của chú này thì cũng không có nhiều, nhưng mà chú nói là chú thấy ba bố con khổ quá nên là chú cho để làm nhà. Thế thì vừa rồi cháu Nông vừa nhận được tiền của cô Quỳnh ở Canada. Cô gửi là 8.930.000. Thế thì cô có dặn Nông là cho cháu Hưng là 3.700.000. Còn cho chú mà cho đất em ba bố con em mần và là 5.000.000. Và cho cháu An Nông là 230.000 để đổ xăng. Tiếp là có cô Trương Thanh Hằng ở Hà Nội. Đấy, cô gửi tổng là 3.000.000. Thì cô dặn cháu An Nông là cho chú cho đất vần và 2.000.000. Và cho cháu An Nông 500. Cho con trai của chú cho đất vần và hộ boxy là 300. Và cho bạn mà bị câm điếc là 200.000. Thì như các bác cũng biết là cô Trương Thanh Hằng và cô Quỳnh có lẽ mọi người cũng nghe tên rất là quen thuộc. Cô Trương Thanh Hằng thì cũng đồng hành cùng kênh An Nông TV từ cái ngày mà gặp cái ở trên rừng rồi. Còn cô Quỳnh cũng vậy. Cô Quỳnh thì cũng đồng hành cùng kênh An Nông TV rất là nhiều và giúp được rất là nhiều mảnh đời. Cả hai cô đều như vậy. Hai cô cũng thấy lòng tốt của chú này thì hai cô gửi tiền để ủng hộ. Thì hôm nay An Nông sẽ đi qua đây để trao tiền để cho chú này. Của cô Quỳnh ở Canada là 5.000.000. Còn của cô Trương Thanh Hằng là 2.000.000. Và hôm nay An Nông có gọi cho chú cho đất vần vá ấy, thì gọi cho cái bạn mà câm điếc xuống để lại nhận tiền 200.000 của cô Trương Thanh Hằng. Và con trai của chú nữa, con trai của chú là 300.000. Sau đây cháu An Nông xin mời các bác tiếp tục theo dõi video. Và hôm nay An Nông đến thì An Nông cũng đã nói chuyện với lại chú cho đất vần vá rồi. Là nhờ là chú này gọi trưởng thôn, bí thư chi bộ ra để hộ làm cái biên bản tặng đất này, để làm cái chứng cứ. Đây cái nhà đây, nhà sắp đổ, nhà của chú này, này. Nhà rất là nghèo nhưng mà được thật sự là cái tấm lòng rất là tốt. Đó. Chú ơi. Dạ. Xin chào nhá. Vâng. Em chào anh. Chào em. Rồi. Hôm nay ở nhà cái gì? Nhà đó. Vâng. Em quay cái bên ngoài cái nhà một tí. Cái này là cái gì đấy nhỉ? Ừ. Cái này cái sắp đổ này. Cái trước thì làm cái bếp nhưng mà bây giờ hỏng hết rồi. Trước làm cái bếp nhưng hỏng hết rồi, sắp đổ ở đấy. Sắp đổ cái này sắp đổ rồi. Ừ. Nó để phá lại đó nhưng mà ừ. Không có tiền phá. Không có tiền phá à? Ừ. À. Rồi đi vào đi nhỉ. Ừ. Đi vào nhà. Hello, xin chào nhá. Vâng, chào. Ôi giời ơi. Bây giờ làm gì? Hả? Không làm gì đâu mà. Gọi và về nữa nhỉ? Đấy thì... À đâu nhỉ, cứ đi đi. Con trai của anh đi đâu rồi? Dạ, hộ chú kia. Chú dưới này làm nhà. À, hộ chú làm nhà. À. Đấy, hôm nay thì em đến đây thì cũng mang một cái tin rất là vui đến với gia đình nhà anh nhá. Ừ. Là vừa rồi anh cũng có cái tấm lòng rất là tốt là cho cái mảnh đất của ba bố con em vần và đấy. Ừ. Thì có hai cô, một cô ở Canada. Ừ. gửi cho anh là 5 triệu, cho gia đình anh 5 triệu này. Một cô ở Hà Nội gửi cho anh là 2 triệu và gửi cho con trai của anh 300, gửi cho em gái của anh, em gái Câm Điếc là 200.000, tổng là 2,5 triệu nha anh nhá. Thế thì hôm nay em đến thì em cũng đã mang cái số tiền vào rồi để trao cho gia đình nhà anh. Đấy, thì như các bác cũng biết là gia đình nhà anh này cũng mặc dù là rất là nghèo nhưng mà có cái tấm lòng rất là tốt, sẵn sàng hy sinh cho đất ba bố con. Thì cũng được các cô cũng thấy là gia đình anh này cũng rất là tốt nên là các cô gửi tiền để cho gia đình. Đó. Bảo anh nói chuyện bảo cả chị đi. Chị chắc không biết nói tiếng Kinh à? Không biết nghe à? Chị không biết. Thế anh nói tiếng Mông với chị đi. Chị này. Ừ, vợ của anh ấy. Hai cái cần nói có hè cơ mà. À có thả khai cho phụ bao để nói chán đi chán. Như mò ấy chút trò. Cho tụ bộ. Rồi. Ba nhà như mới khỏi á cho tại qua coi cho dầm mùa nhập pu thì giả cho cái dùng xe dùng đi coi nhập pu trời tại qua bây giờ tôi tỏ nhị coi về nhị tỏ nhị hiểu sao tỏ nhị cho mà ăn coi nhưng mà họ ăn coi pu cho qua bây giờ tôi ưu tiên tỏ ý nhị tại sao mà có buổi sau có thể tỏ nhị trang khó nó lại mà mua pu cho tôi như này coi thả cho pu một tên của sau dùng xe dùng mà có ban chỉ dạy tôi cho dù giả cho cái bữa sau dù cho thành tựu là giỏi nhỉ, có ban chỉ dạy tôi cho dù cho yêu này con rồi tựu nhà rồi tựu xe dùng rồi tựu xe dùng rồi tựu là sao để dù giỏi nhỉ rồi ban chỉ dạy tôi cho dù đấy chị là không biết nói tiếng Kinh đúng không? Không biết nó không biết nói tiếng Kinh thì khi mà anh ông chuẩn bị trao tiền thì anh ông có nói chuyện với lại anh Xá, anh tên là Xá đúng không? Anh này có sinh năm 82 thôi, lớn hơn anh ông có 4 tuổi. Thế thì anh này cũng đã truyền đạt cho cả vợ biết là cái số tiền này là gia đình tốt bụng cho đất ba bố con nên là các cô gửi ủng hộ. Ở đây là 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là 5 triệu nha anh nhé. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là 5 triệu của cô Quỳnh ở Canada, ở nước Canada nhá. Đấy, ở xa lắm đấy, mình đi máy bay mấy ngày mới đến đấy. Nhưng thì cảm ơn các cô rất là nhiều. Nhưng mà từ từ, còn cái này nữa. Tiếp là 2 triệu tiếp nha. 500 này. Đây là 1 triệu này. Cầm một anh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đây tiếp đây là 2 triệu. Anh đếm lại đi. Anh đếm cái kia có đủ không? Đủ ấy gì? Không cần đếm đâu gì. Đấy tiếp đây là 2 triệu. 2 triệu này là của cô Trương Thanh Hằng ở Hà Nội nhá. Cô Trương Thanh Hằng gửi cho mình 2 triệu. Đấy, là của cô Quỳnh là 5 triệu, cô Trương Thanh Hằng là 2 triệu là tổng là 7 triệu đúng không? Đúng rồi. Anh đếm đi. Cái này không phải đếm đâu mà. Không phải đếm à? Tiếp là con trai thì không ở nhà nhỉ? Đúng là con trai ở đây nhưng mà thôi cháu anh ông sẽ trao cho bố của bạn ấy. Đây là 300.000 của cô Trương Thanh Hằng. gửi cho con trai của anh hôm mà đi hộ ba bố con boxy đến 12 giờ đêm ấy nhé. Đây là 300.000 này. Tí nữa anh cho con trai về xong là gửi cái này cho con trai nhé. Rồi tiếp là cũng 200.000 của cô Trương Thanh Hằng nữa, là gửi cho em gái của anh ấy hàng ngày đến giúp ba bố con để cuốc đất đây. Đây em gái thì vừa nãy An Nông đến đây thì An Nông có gọi cho anh này để gọi xuống, nhưng mà khi mà anh này gọi đi thì gọi cho người nhà ở trên đấy thì nói là đi tìm giao lợn rồi không ở nhà, nên là An Nông cũng sẽ trao cho anh này. Anh này sẽ trao cho. Cảm ơn hai cô rất là nhiều, nhưng cảm ơn nhiều nhá. Nên là thì hai cô thì cũng là tu lùng lắm, nhưng mà bởi vì anh thì anh không rõ mấy đâu, thì nói một tí thôi. Nhưng mà cảm ơn hai cô rất nhiều, cảm ơn em cũng rất là nhiều nữa. Rồi, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn với hai cô Mạnh Kẹt rất là nhiều. Lúc đấy em vào thì em cũng có gọi điện trao đổi với anh ấy. Anh cũng có cái tấm lòng rất là tốt rồi, cũng đã cho đất, hy sinh cho mảnh đất cho ba bố con. Thì em cũng nói chuyện với anh là cho anh làm một tờ giấy để cho tờ giấy chuyển hoặc tặng đất cho ba bố con. Đấy, thì anh đã chuẩn bị được người chưa? Chuẩn bị rồi. Chủ thôn với công an viên có rồi. Chú cho miếng đất cho ba bố con, chú có suy nghĩ gì không? Không có gì đâu, không có gì đâu. Thì chú cho thì cho, chú không phải là lấy lại nữa. Chú thì cho ba bố con thì rất là vất vả, giống như mà nhà chú cũng là vất vả quá, nhưng mà ba bố con thì hai con bây giờ không, mẹ còn mới rồi, nhưng mà nhìn ba bố con thì rất là khổ khó khăn lắm. Thì chú cũng cho rồi, chú bởi vì nếu chú đất chú không đủ là ăn đấy nhá, nhưng mà ba bố con thì rất là vất vả lắm rồi, thì phải cái này cho thôi, cho chú không phải là kéo lại hay là lấy lại nữa. Anh Xá anh nói thì có câu có lẽ các bác không hiểu, thì anh nói là nhà anh ấy cũng đất không có đâu, đất cũng ít, còn không đủ làm ăn, nhưng mà thấy ba bố con còn khổ hơn nên là anh ấy anh cho không lấy lại nữa. Thế thì em cũng để yên tâm về lâu ấy, anh để yên tâm về lâu để cho các con nó sau này nó không có chuyện xích mích này. Thì anh thì cho rồi, nhưng mà biết đâu sau này mình không còn nữa, đúng không? Đúng. Mình không còn nữa thì sợ là các con này lại đòi lại ba bố con, đúng không? Đúng cái này đây. Nhưng mà làm một tờ giấy cho nó các con làm sau hay làm sau nhá. Nhưng bây giờ anh không ở rồi, nhưng mà phải có tờ giấy kia, không phải lấy lại nữa. Các cháu không phải lấy lại nữa. Đúng rồi. Tránh là sau này nếu mà anh em mình không còn nữa, còn mỗi các con các cháu đấy thì đỡ phải thắc mắc về cái đất, nên thì mình cũng như em cũng trao đổi với anh thì anh cũng đồng ý, đúng không? Đồng ý là mời trưởng thôn công an viên về làm, gọi là viết một cái gọi là di chúc để cho ba bố con, đúng không? Đúng. Đấy, mặc dù là cũng không phải cháu ruột của mình, nhưng mà chú cũng rất là tốt. Đấy các bác, từ cái ngày mà ba bố con bố đi làm thuê về đấy, thì như nọ chú cũng có chia sẻ là chú sang bên nhà thấy ba bố con tự ăn cơm, xong là xới thêm một bát để ở đấy, có nghĩa là ba bố con là 3 bát rồi, lại còn xới thêm một bát để đấy để cho mẹ các cháu, cho vợ bạn ấy, thì chú thấy rất là xót, rất là thương, nên thì chú không cho làm như thế, không muốn nhìn cái cảnh như thế. Thì hiện tại là chú cho ba bố con sang bên này ăn cơm. Chú này cũng rất là nghèo, nhưng mà chú kêu mang cả ba bố con ra từ trước, cả cho mượn cả nhà nữa các kiểu. Đấy, nên là chú thật sự là cũng một cái tấm lòng rất là tốt. Mặc dù chú ấy chú rất là nghèo, nhưng mà chú sẵn sàng là san sẻ những gì mình có để cho ba bố con. Anh cũng đã gọi trưởng thôn với lại công an viên rồi, đúng không? Đúng. Thế cái số tiền mà hôm nay em trao cho anh thì anh ý định sử dụng vào đâu? Bởi vì chú thì giống như anh thì rất là khó khăn, nhà cũng là bé, là chuẩn bị là nhà rồi nhưng mà bây giờ không có, anh là phải đi làm thuê cho nó đủ làm một cái nhà thôi cho các cháu với anh ở thôi, cho nó làm cái to một tí cho nó đỡ một tí thôi, không có gì đâu mà không làm cái gì đâu, chỉ có vì để làm nhà thôi. Anh cất tiền đi. Cất xong là đấy, có ban này là ban tổ viên đúng không? Tổ viên, tổ an ninh nhỉ? Đâu vừa nãy có thấy mặt trưởng thôn đứng ở ngoài mà nhỉ? Lúc nãy ông có gọi, có nói chuyện với lại anh Xá, thì anh Xá gọi nhờ trưởng thôn với lại công an viên đến để giúp làm cái biên bản tặng đất cho ba bố con em bà. Nhà rất là hẹp luôn các bác ạ. Cái nhà này tầm khoảng chưa đầy 30 m². Đây còn bạn này là con dâu đúng không? Con dâu. Còn bạn kia là con gái cả đúng không? Con gái thứ ba. Thế bạn này? Cô dâu ở đâu? À, ở trên kia về à? Rồi, chào trưởng thôn nhá. Ok. Đâu có bạn nào nữa? Phú à? Phú à? Phú, bí thư. Xin giới thiệu với lại mọi người. Đây là bí thư chi bộ. Trước đây các bác cũng đã từng biết rồi. Hôm đấy anh ông đến xác minh, chia sẻ nhà ba bố con em bà đây thì gặp đồng chí này. Là lúc đấy thì còn khiêm tốn nói là thôn đội trưởng. Về sau mới anh ấy, bạn ấy tiết lộ là mình là bí thư chi bộ. Đấy, hôm nay thì còn tiếp đây là anh Phương đúng không? Anh Phương trưởng thôn. Còn bạn kia là tổ viên tổ an ninh. Bạn cái gì nhỉ? Bạn dơ đúng không? Còn đây là bí thư Phú. Anh em cũng rất là nhiệt tình. Khi mà anh ông có trao đổi với lại anh Xá đấy thì anh Xá cũng đã gọi bí thư trưởng thôn và tổ an ninh về đây để làm việc. Thì cũng xin trao đổi với lại bí thư với lại trưởng thôn và công an viên là chỗ anh Xá, và rồi cho mảnh đất ba bố con em bà ấy. Thì chú cũng rất là tốt, thì chú sẵn sàng hy sinh là cho mảnh đất cho ba bố con ấy, thì cũng những gì mà chú cho đi thì người ta cũng bù đắp lại cho chú rồi. Là vừa nãy khi mà anh đến thì anh cũng đã trao một ít tiền để cho gia đình, đấy là các mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước để cho ba bố con, cho gia đình nhà anh Xá. Thì người ta có nói với lại anh là đến để nhờ bí thư trưởng thôn để làm cái giấy gọi là một cái biên bản để tặng đất đấy, cái như kiểu một cái di chúc ấy, để tặng đất cho ba bố con. Thì tránh trường hợp là sau này nếu mà anh Xá không còn nữa thì sợ là các con lấy lại ấy. Đấy thì cũng nhờ bí thư với lại trưởng thôn ở đây là cùng chứng kiến, xong là giúp chú này, giúp anh Xá để làm một cái giấy tờ để cho ba bố con em bà em ạ. Vâng. Thế chú Xá thì cũng cho cả ba bố con cái nềm thì coi như là cho đi. Xong thì bây giờ thì cũng nhờ vào các mạnh thường quân, người ta cũng có hỗ trợ thì coi như là cũng có đưa tiền cho chú Xá rồi, coi như là mình bán đi thì sau này thì cái này là không phải bán, thì coi như là cũng lấy tiền bù đắp cho chú Xá rồi. Vâng, thì nhờ cũng anh cũng nhờ em và anh Phượng và tổ an ninh vào đây thì Cái như là nhờ bọn em làm chứng kiến ở đây để sau này tránh cái trường hợp là tranh chấp là đúng rồi, những điều không muốn để xảy ra. Vâng, đúng rồi. Vâng. Cái này là anh này, anh không lấy tiền của ba bố con đâu, không phải bán. Anh chỉ cho thôi, không lấy tiền của ba bố con làm gì cả. Nhưng mà Mạnh Thường Quân thì lại thấy anh Xá anh tốt bụng quá nên là Mạnh Thường Quân lại thương gia đình nhà chú ấy, gọi là gửi một ít để giúp đỡ gia đình anh Xá thôi. Nhà anh Xá thì cũng rất là khó khăn, hiện tại cái nhà khéo chưa đầy 30 m² nhỉ. Bây giờ là nhờ bí thư nhỉ, làm một cái biên bản để chỉ ghi nội dung là giấy chuyển nhượng tặng đất thôi. Với lại cái biên bản thì có viết thì viết để giữ lại, còn nếu mà để đọc ở trên video thì có lẽ anh ông sẽ không đọc lên, bởi vì là trước đây anh ông đã làm một cái biên bản ở chỗ nhà em cái một cô ấy. Khi mà anh ông đọc lên xong là về sau bị vi phạm chính sách cộng đồng của YouTube nên là anh ông sẽ không đọc. Đấy, sẽ viết để lưu thôi, còn không đọc lên ở trên đấy, chỉ đọc những cái số là chiều dài chiều rộng bao nhiêu là được. Còn biên bản nội dung cụ thể như nào thì không thể nào mà đọc ở trên YouTube được. Đấy, mong là các bác thông cảm. Thế là bây giờ là em sẽ hộ hai chú cháu làm một cái biên bản nhỉ em nhỉ? Biên bản ai làm cũng được mà. Ai làm cũng được. Anh Phương làm hay là vậy là nó là bí thư, vừa là bí thư vừa là cái gì? Cái rượu sao quên nhỉ? Thuộc được trước nữa. Ừ. Với nó trẻ nữa thì nó viết chữ đẹp hơn nữa. Nên mình già rồi mới viết là yếu, viết là chổng nữa cơ. Đấy. Rồi cái có giấy với bút nhỉ? À, công an viên về rồi. Công an làm đi. Vào đây đi cái gì nhỉ? Sinh. Công an làm luôn. Không tùy đi. Cái này thì cái này. Rồi. Ok. Đấy, tổ trưởng tổ an ninh mới đến. Đây ngồi đây này em ơi. Chắc là em đấy nhỉ? Chắc là em thôi. Mình sinh năm bao nhiêu nhỉ? 87. 87 à? Hơn ít hơn 1 tuổi. Đấy, vừa nãy là khi mà anh lên đây thì từ cái ngày mà anh lên đây là anh em mình chưa gặp nhau nhỉ? Anh vào đây giúp bà bố con nhà bà ấy. À đây là con trai về rồi. Đâu nhỉ? Cứ viết đi nhé. Đâu về đây? Đây để anh bảo một tí. Biên bản tặng đất hay là hiến đất đấy? Giấy chuyển nhượng tặng đất. Giấy chuyển nhượng đi. Này, mình tên là gì nhỉ? Bó. Bó à? À, bố là Xá, con là Bó. Là hôm nọ em đi giúp bốc xi măng ấy thì có bà Trương Thanh Hằng ở Hà Nội gửi cho mình là 300.000 nhá. Nãy đưa cho bố, cầm đâu tiền đâu, bố lấy về đây để cho con đi. Cái gì ra cái đấy cho sảng phẳng đúng không? Là phải làm cho nó con mình cũng đại đi. Đây nhé, đây là 300.000 của tiền của bà Hằng ở Hà Nội nhé, bà Trương Thanh Hằng ở Hà Nội. Thế mình làm mất vả quá, cái hôm mà đi boxy đến 12 giờ đêm đúng không? Thế các em cảm ơn bà Hằng đi, cháu đi. Dạ. Cháu cũng cảm ơn bà Hằng. Dạ, cháu cảm ơn bà Hằng. Cháu biết thế thôi. Không biết nói. Không biết nói. Cháu phải biết ít. Biết ít nào. Cháu cảm ơn cô nha. Thế được rồi. Thế là bố biết nhiều hơn con à. Rồi, được rồi. Được rồi. Bây giờ anh Xá về đây ký đi. Đấy, cho đất rồi nhưng mà vẫn phải khổ đúng không? Các bác ạ, cũng rất là vui là anh em lãnh đạo thôn ở đây rất là nhiệt tình. Đấy, cũng đến như một cái cuộc họp luôn. Đấy, có tổ viên tổ an ninh này, có tổ trưởng tổ an ninh này, có trưởng thôn này, có bí thư chi bộ này, có thôn đội trưởng này, thôn đội trưởng là bí thư kiêm rồi. Đấy, rất nhiệt tình. Vợ của anh Xá đâu? Không biết ký đâu ấy. Chấm mà than ấy. Chấm mà đít nồi ấy. Ký thay không? Bây giờ ghi tên của vợ anh Xá này, xong là cho chấm ở đấy. Chấm chấm. Ký, cái này vẫn phải thao mới Xá ở đấy chứ. Thao pen Xá à? Em ghi đúng rồi. Ừ, em ghi đi. Đây toàn họ Thảo nhỉ, mới anh Phương là không phải họ Thảo à? Hả? Anh Phương không phải họ Thảo à? Sình cũng xính hay Sình nhỉ? Sình cũng không phải họ Thảo à? À. Với bó nữa. Con cứu rồi mà. Vợ thì không cần đâu. Con trai nữa. Đấy. Con trai. Rồi rồi. Cứ để đấy đi. Trong là cái tờ này là cho và cầm nhá, và nhá. Đây chú ở đây, chú trao cho đi. Chú trao cho và đi. Ký tên hết ông chú trao đúng không? Đây, cảm ơn em nhá. Đấy cũng là một người lãnh đạo trẻ rất là nhiệt huyết ở trong thôn. Khi mà nhân dân cần thì đến giúp rất là tốt. Cảm ơn Sình nhá. Cảm ơn anh Phượng nhá. Cảm ơn Dơ nhá. Rồi. Đây, hôm nay sẽ bật mí với lại các bác là anh Xá, anh chú cho đất vần và ấy, là lại làm một con gà. Đấy, chú được ít tiền nhưng mà chú lại làm một con gà để mời anh em, cũng không đòi hỏi của và cho và phải làm cái bữa cơm này. Nên anh ấy anh tự bỏ tiền ra lại làm một con gà rồi. Đây, con trai của anh Xá đã đi băm thịt gà về rồi. Đấy, đây là gà bản đấy các bác. Đấy, anh ấy thật sự là cũng có một tấm lòng rất là tốt khi mà cho đất rồi lại nhờ anh em cán bộ thôn lên để chứng kiến, thì lại còn làm cả cơm để mời cơm nữa. Đấy. Đây là có nhá, đây là... Đấy, cả nhà rất là đồng tình. Đấy, được rồi. Đấy, bây giờ chú trao giấy cho đâu bí thư trưởng thôn phải ký chứ nhỉ? Thành phần có thành phần. Nhưng mà mình vẫn phải ký mà. Có thành phần là mình không coi như là không, cái này thì chủ yếu là có đủ thành phần trên kia, thành phần mình có đầy đủ trên này ký thì hai bên ký thôi, hai bên nó khác ký. Nó có cái cơ sở đây. Đấy, em ở đây để trao để bắt tay cái thế nào. Đấy, cho đất rồi nhưng mà vẫn khổ đúng không? Hai tay. Đấy, nói cái gì với chú đi. Đây để ở đây. Nói tiếng Mông cũng được. Bà trời ạ. Mua á cho cô trẻ là cô mê là mấy khứa mấy cái sợi papa của chuột thả quê của trẻ là chỉ mấy sợi papa của chuột ta nói. Mua cho tụi quê từ nhiều chị của anh cho cô quê vậy mới lấy chăn đồ xin mua nước cho bác trẻ đi. Và tí đi chả thôi chào cô ba là chào thì chào ba mẹ thằng làm em có muốn nói gì với lại các cô các bác Mạnh Thường Quân đã giúp mình không? Dạ, chào các ông các bác ạ. Cháu nhưng mà em không biết nói à. Không biết nói. Cảm ơn đấy. Cháu xin cảm ơn các cô, các bác cả. Nhưng mà em không biết nói nhiều. Là không biết nói nhiều. Rồi thì như các cô, các bác, các quý khán giả cũng đã từng theo dõi những cái chặng đường cũng như tất cả các cái thước phim mà anh ông ở đây chia sẻ ba bố con ấy, thì cũng như em và đây thì cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô các bác đã dành những giọt mồ hôi đến gia đình. Thì do là cái nhận thức cũng như cái học thức nó không có nên là bạn không biết gửi lời cảm ơn, cũng mong là các cô các bác thông cảm. Đây các bác. Đấy. Gà ta, gà bản nhé, gà mông, gà mèo nhá. Ngon luôn. Cái này thì của cá ưa ông Xá. Vâng, đấy đúng rồi. Đấy, vừa cho đất ba bố con lại còn vất vả lại phải thịt gà để mời anh em mình nữa nhỉ. Của cá ưa ông Xá nhiều. Vâng, vâng. Hôm nay lại cảm ơn anh Xá rồi. Cảm ơn chủ đất rồi. Thế cho đất khổ thế, biết thế không cho nhỉ? Không. Không khổ đâu, chỉ có nhìn giống như ba bố con này rất là khổ hơn mình thì cái này không phải khổ đâu mà. Cái này không phải khổ. Không phải khổ à? Không phải khổ đâu. Cái này mình cố gắng cho mình, đáng cho mình nghe, phải cho. Sao không khổ mà vừa cho đất rồi lại còn đi giúp. Làm nhà giúp, bóc xi giúp, cuốc đất rồi lại còn thịt gà cho ăn nữa, chả khổ à? Đúng không? Cái này không sao đâu. Thiệt đấy. Nói chung là thiệt nhiều đấy. Cái này cũng không sao mấy đâu mà. Chỉ không phải mình ra tìm mua đâu, cái này chỉ chúng mình thôi. Đấy, thật sự là hôm nọ anh Xá, hôm nọ anh rất là bực chú ở dưới kia. Nha, lúc đầu là anh xin cho đi qua được rồi, ông bảo cho đi vào. Đi vào đổ gạch phát ông lại hai vợ chồng này ra kia đón. Lại chăn ở đấy. Ôi say rượu nữa, rủ đi rủ về. Không dám nói, mình không dám nói căng với ông nữa. Nói căng thì ông càng bực đúng không, rượu vào ấy. Cứ từ từ rủ đi rủ về, về sau mới rủ về, xe mới đi được ấy. Chăn đấy cả hơn tiếng luôn. Chị này thôi nhá. Đúng như là chứ ở dưới xã thì bị đẩy người đấy. Không. Tới đấy. Ở dưới xã không đánh đâu nhưng mà công an sẽ đi xích đấy. Bây giờ người ta không đánh đâu, không dám đánh, gọi là nơi người ta gọi công an đến. Ở đây là toàn là anh em hết nên là cũng nể nhau, gọi bí thư thì cũng bí thư giải thích chán rồi, gọi hết bao nhiêu tiền điện thoại. Nó chả gọi cho Phú nhỉ. Phú giải thích đấy, hôm đấy ở đây giải thích bảo rõ ràng nói Phú bảo là thế thì cho chờ đủ cho nhà vào xong là không cho vào nhé. Ông đã đồng ý rồi. Sau lại đi chặn. Ừ. Nãy đổi ý. Bây giờ đang Xá đang có cái trường mầm non ấy, để đặt, nếu mà xe vẫn lên được thì mai cũng vào làm, nhưng mà xe ông không cho qua. Xe rượu làm thế thì không, chắc chắn là nhưng mà làm cái kia ông không cho qua thì mình dám chửi ông vài câu đấy. Bởi vì là cái đấy là công trình phúc lợi của nhà nước, toàn làm cho con em của mình cơ mà. Con em mình làm thôn mình hưởng chứ. Nhưng bất kể là cái gì thì ông cho qua không cho tươi, không có ý kiến đâu, nhưng mà làm cho con của mình cơ mà. Nên là mình cũng phải một cái bát nữa, một cái bát và này với lại làm cái chim mùng no kia ông không cho cua thì tôi hai cái à? Không, không nhất trí đâu. Cái đấy là con của mình cơ mà. Làm đúng rồi. Đấy em nọ về sau chả biết là và này tỉnh nhiều hôm sau và đến nói như nào, mà về sau xe vào không thấy nói gì à, không ý kiến à. Gọi điện để xin chứ. Xin cho nó về ra nhà ấy. Em chỉ bị gọi em rót rượu xong em bảo là em say rượu đi, nhưng mà em gọi điện cho nó đi chợ. Thôi triển khai đi nhờ anh Xá nhỉ. Cảm ơn anh nhá. Đặc biệt là hôm nay là cảm ơn tất cả các anh lãnh đạo thôn. Cảm ơn rất là cháu Phượng nhé. Rồi cảm ơn Sình nhá, cảm ơn anh Phượng. Ở đâu rồi? Con trai không có chén à? Bát. Ôi dồi. Bát này bát nữa. Ôi à. Đấy cái này mới là uống rượu theo bát rồi. Rồi. Đấy, xì ó. Đúng mấy á? Cảm ơn sáng ạ. Chú thấy làm tôi. Papa có hồi lý chưa? Cũng nhiệt tình đấy, nói thật là anh em cán bộ rất là nhiệt huyết. Bây chế này thọ thế này, thọ thì cái tuổi thầm đó chứ. Cái thế trẻ này, hồi lý cát chừng mà có. Đấy, học chẳng, cái mình không chế cái tuổi thầm đó chứ. Đấy, ở đây thì anh em lãnh đạo thôn rất là vất vả. Khi mà có việc mình lại đi đến gia đình, đúng nha, thì mình phải đi vào chỗ trụ sở thôn, nhưng mà ở đây không có trụ sở thôn nhỉ? Ở đây chưa có đúng không? Mới đi vào đấy để làm việc, nhưng mà anh em lại tự mang bút mang giấy đến nhà gia đình để làm việc. Phục vụ bà con tận nơi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này là đi phục vụ bà con đến nơi đến chốn nhỉ? Trong cái tối, các người khác lấy đi. Đấy, thì lấy thôi. Không cái là theo phong tục đấy. Là theo phong tục phải gắp mỗi người một cái trước. Xong là tí ai sau, nhanh. Sau này thì thêm miếng lòng gắp miếng đấy. Ai nhanh tay là người đấy được hưởng đúng không? Ai nhanh tay thì được nhiều tí. Ai tay thì ít tí rồi. Nếu mà gắp như này thì không ai dám ăn. Không dám à? Không dám thì tí thì mình thêm miếng lòng khác gắp miếng đấy. Đúng không? Miếng này thì cứ để cho nhìn thôi. Đúng rồi. Để xem đúng không? Cháu kia không về đấy. À, hai cháu kia nó đang làm được không phải gọi đâu. Đang làm không phải gọi đâu. Đang lấy tiền đấy. Đây là nó làm bao nhiêu anh? 22 triệu. Cả cái nhà đấy, cả chát, cả ốp lát. Đều đấy. Vật liệu mới đủ để chị đi làm. Xin nhá. Nói chung là bây giờ là vật liệu là đủ rồi. Vật liệu bây giờ gọi là nếu mà còn có kinh phí thì còn cắt chát nữa. Cắt chát với lại nếu mà còn được ốp lát thì còn gạch nữa. Gạch ốp lát. Một lô lông một con đi. Hả? Bây giờ là 49 triệu rồi. Còn đi. Lấy cái gì? Ngắt cho vào miếng. Bật tay có không? Thôi cho cái đùi lên đi. Rồi, em thì cũng không uống được nhiều đâu. Thôi anh rót vào của anh để em mời anh một chén. Em thì cũng không uống được nhiều rượu. Uống này đợt lòi đấy mà gặp một lần thì uống đi. Không, em uống vào là không cho bạn không làm nhà thì chắc chắn mà em không đếm đây đâu. Đấy và là sau này là không được quên ơn bí thư trưởng thôn nha. Đấy hôm vào là có gặp bí thư đầu tiên nhỉ? Không của anh thế thôi. Rồi cũng xin phép được uống với lại anh Xá nhỉ? Anh tốt bụng. Cảm ơn em nông rất là nhiều. Vâng. Em cảm ơn anh nhá. Xin phép xã Phú với lại anh Phương cảm ơn anh em nhá. Hào tám à? Ngon lắm. Ngon lắm à? Đây là anh Phương là tham gia lâu nhất đấy nhỉ? Anh Phương từ làm công an viên lúc em còn làm ở xã mà. Em làm sao mà? Ừ, em 2000 mà. 2000 à? Ừ. Em 2009. Em làm sao anh ha? Được 24 năm thế. Mấy nữa được huy chương ấy, nếu mà công an lâu được hết rồi. Được chưa? Được rồi, huy chương có hết rồi. À được huy chương công an viên à? Vẫn được cái số tìm kia nữa rồi. Được bao nhiêu? 20.280.000. À thế là ác đấy nhỉ. Em mà tỏ cho mất. Cơm đó. Vào đây đi. Mùa đông rồi anh ạ. Em này nó ấm. Còn giỏi có một người nó ấm. Thế là cũng được huy chương đấy nhỉ. Huy chương công an viên. Người ta được hiểu cái bọn là làm đủ ví dụ làm đủ 15, 16 năm rồi nó có hơi chưa đắm nghị rồi nó lại là thôi. Trước kia thì cái tìm cái quá thì nó bảo thôi anh nghỉ thì thanh túa cho nó một cục luôn. Đấy đâu chỉnh đâu nó vào đó, nó bung nó không vào, chắc nó lười. Nơi anh uống với Phứ nhỉ? Em uống hết không? Uống một tí thôi. Sáng nay một nửa nhỉ? Mỗi người một nửa đi. Mời nhá. Nhìn cha mà. Cảm ơn em nhá. Chúc em luôn thành công trên lĩnh vực giúp dân. Cảm ơn nhá. Rồi ok em. Chúc anh sẽ cố gắng giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Vâng vâng vâng. Cảm ơn. Rồi cảm ơn em. Gia đình Vàng xin cảm ơn anh rất nhiều. Vâng vâng. Anh quan tâm đến bà con thôn của em. Vâng vâng. Giúp đỡ để hỗ trợ Vàng và người nhà để ba bố con có nhà để ở nhé. Vâng vâng vâng. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Cháu ở đâu xin phép được giới thiệu với lại tất cả ông bà cô bác và mọi người là Anh Ông có bán các sản phẩm ở trên cái gian hàng nhỏ nhỏ của cháu Anh Ông. Củ giấy thì cháu Anh Ông có bán mật ong rừng và mật ong khoái. Ngoài tiếp thì cháu Anh Ông có bán cái trà hồng sâm, trà sơn mật hồng sâm. Tiếp là cháu Anh Ông có bán hoa đu đủ đực này, nấm ngọc cẩu, táo đỏ và trà mát gan, dây thìa canh. Trà mát gan là hỗ trợ những anh chị nào mà hay sử dụng rượu bia ấy. Đây là trà mát gan này, mát gan lợi mật giải độc, an thần, giúp tiêu hóa tốt, chứa viêm gan, xơ gan, men gan cao, gan nhiễm mỡ, là uống thay nước hàng ngày. Cái sản phẩm là một người khỏe hai người vui nữa. Tiếp đây là nấm ngọc cẩu cũng là một người khỏe hai người vui. Và chè nhâm trần. Chè nhâm trần thì các bác mua thì các bác để ý là nó có chè nhâm trần thì nó rất là thơm. Còn một loại cây cây bồ bồ hay cái gì đấy cũng gần giống nhâm trần nhưng mà nó không có vị gì, nó không có mùi, nó không thơm như chè nhâm trần, là mùi rất là thơm. Tiếp đây là hạt dổi. Tiếp đây là cây tầm gửi gạo, gạo tía nhé. Cây tầm gửi gạo tía là công dụng mát gan, chứa viêm gan C này, thải độc cho người bị thận, viêm cầu thận, chứa sỏi thận, phù thận, thải độc men gan, giảm béo, tăng thể lực. Tiếp đây là cây cỏ máu, cây huyết đằng, bổ máu sau sinh. Tiếp là cháu nó có bán giảo cổ lam 5 lá và 7 lá. Và chè dây. Chè dây thì cháu Anh Ông không sao đâu. Cháu Anh Ông lấy về để thái, đun uống thay nước hàng ngày. Nếu mà bác nào bị đại tràng thì các bác mua về đun uống thử. Đấy, như cháu Anh Ông trước đây bị bụng sôi ổ gục, nhưng mà sau dùng cái chè dây là nó hết sôi bụng. Cái B là táo đỏ nhé. Táo đỏ cái này là lấy về ngâm tỉu. Với cái sản phẩm cháu Anh Ông vừa giới thiệu, ông bà cô bác, cô chú anh chị có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào đấy thì ủng hộ cháu Anh Ông để cháu Anh Ông có kinh phí đổ xăng để đi giúp các hoàn cảnh nghèo ở trên vùng cao. Cháu Anh Ông xin cảm ơn các bác đã ủng hộ.